Thông tin mới nhất từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát có địa chỉ tại khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội và ra quyết định tạm giữ, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên, sinh năm 1983, là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát và Văn Đình Toàn, sinh năm 1982, là phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào tháng 3 năm 2024, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính và huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông với công ty Tâm Lộc Phát. Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và khẩn trương làm việc với một số nhà đầu tư để thu thập, xác minh thông tin, tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc. Đến nay, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định tháng 6 năm 2019, Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn cùng một người khác thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Tâm Lộc Phát, sau đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát. Sau đó, các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản và sử dụng pháp nhân công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn. Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng. Theo đó, khoảng 50 văn phòng đại diện công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng. Văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập. Các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1. Đối với các văn phòng cấp 1 tại miền Nam, được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng. Nguyễn Thị Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của công ty, còn Văn Đình Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư. Ngoài ra, các đối tượng còn mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mì chính để thể hiện hoạt động kinh doanh của công ty. Tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư, sau khi trích lại phần trăm cho các văn phòng, sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty Tâm Lộc Phát và tài khoản cá nhân của Nguyễn Thị Khuyên để Khuyên căn cứ theo bảng kê lãi suất của các hợp đồng rồi tiến hành thanh toán tiền lãi cho các nhà đầu tư theo ngày. Số tiền còn lại, Khuyên sử dụng cá nhân, mua xe ô tô, bất động sản và trả lương cho bản thân Khuyên và nhân viên công ty. Tính từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9 năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó xác định Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Tập đoàn Tâm Lộc Phát có tên ban đầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Tâm Lộc Phát, thành lập ngày 28 tháng 6 năm 2019, có trụ sở chính ở khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội. Ngành nghề hoạt động chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Vốn điều lệ ban đầu của Tập đoàn Tâm Lộc Phát là 20 tỷ đồng, đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Khuyên, sinh năm 1983. Tới ngày 30 tháng 9 năm 2020, doanh nghiệp đổi tên thành công ty cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, đồng thời thực hiện tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Khuyên góp 70%, Bùi Thị Minh Nguyệt góp 15% và Văn Đình Toàn góp 15%. Tới tháng 6 năm 2021, doanh nghiệp đột ngột tăng vốn lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Tới tháng 12 năm 2022, công ty đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc vẫn là bà Nguyễn Thị Khuyên. Theo quảng bá trên website, được giới thiệu là website chính thức của doanh nghiệp này, công ty Tâm Lộc Phát đã xây dựng được nhiều cơ sở kinh doanh trên cả nước, với kinh doanh chuỗi cà phê, nhà hàng nghệ sĩ, hệ thống gian hàng tiện ích, quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp, truyền thông và tổ chức sự kiện,
kênh truyền hình và báo điện tử, bất động sản. Công ty cũng xây dựng được hệ thống các tòa nhà, văn phòng giao dịch trên nhiều tỉnh, thành khắp cả nước nhằm thuận tiện giao dịch hơn cho nhà đầu tư. Thông qua quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và trên website của doanh nghiệp, công ty Tâm Lộc Phát từng tung ra các gói đầu tư dao động từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng. Nếu đầu tư gói 2 tỷ đồng, mỗi ngày nhà đầu tư sẽ được nhận lợi nhuận 8 triệu đồng, sau 18 tháng sẽ nhận tổng lợi nhuận 2,88 tỷ đồng. Trong năm 2020, công ty Tâm Lộc Phát không ghi nhận doanh thu, nhưng chi phí quản lý kinh doanh đã đạt 4,7 triệu đồng, dẫn đến tổng lỗ trong năm là 4,7 triệu đồng. Tổng tài sản của công ty trong năm này đạt 22,2 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm đến 99%, tức là 22,1 tỷ đồng, với 100 triệu đồng còn lại từ các khoản phải thu ngắn hạn. Năm 2021, công ty không có doanh thu, nhưng các chi phí khác vẫn tiếp tục phát sinh, dẫn đến khoản lỗ 4,24 triệu đồng. Tổng tài sản của công ty giảm nhẹ 4 triệu đồng, vẫn ở mức 22,2 tỷ đồng, với tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 99%. Trong năm tài chính 2022, doanh thu đạt 467,5 triệu đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính là 273.000 đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại cao bất thường, gấp đôi doanh thu cả năm, đạt 1,03 tỷ đồng, dẫn đến tổng lỗ 565,7 triệu đồng. Tổng tài sản của công ty tăng lên 24,5 tỷ đồng vào cuối năm 2022, tăng 10,3% so với đầu năm. Cấu trúc tài sản của Tâm Lộc Phát rất đặc biệt khi không có tài sản cố định nào được ghi nhận. Trong tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm tỷ trọng lớn, lên đến 84,7%, với mức 20,7 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Hàng tồn kho cuối năm đạt 2,6 tỷ đồng, chiếm 10,4%. Các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng hoặc trả trước cho người bán chỉ ở mức 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!